À, xin chào các bác, chào các bác đã trở lại với trang kính cục kỳ xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm với em và em trong suốt thời gian qua. À, các bác nào mà chưa kênh của em bấm đăng ký kênh màu đỏ góc phải mình bên dưới cái video nút bật đồng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi qua nhắn tốt tốt rằng em vừa lên video. À, vì ngày nào hàng ngày để cái video để tránh mất thời gian em sẽ vào phiên ngày hôm nay. À, phiên ngày hôm nay em có một cái kính phin đo bọc vàng của Pháp xưa được sản xuất giai đoạn thập niên 1950-1960. Cái trước đây em có một cây này và cái này mới về và rất đẹp, cái này mới đẹp hơn cây trước và giá nó sẽ cao một chút xíu so với cây trước. Cây trước thì là 4.500.000, một cái này thì là 4.700.000, vì cái này là sang 40 và đây là amor quả trứng trong dòng. Đây là phin đo quả trứng trong dòng rất là hiếm. Thì trước đây phin đo thì thông thường chỉ là phin đo mắt vuông, nhưng phin đo dòng quả trứng mà sang to bản to này thì rất là hiếm. Các bác nào mà chắn cao vô rộng sân đình, trai thì trung tính mà gái thì giàu lòng son mặt vuông chữ điền thì đeo cái dòng kính rất là đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì cái này là size to bản to, rất là mới, bọc vàng sáng ánh gương. Các bác nào ở gần Hà Nội có thể qua địa chỉ ở ngõ nhà em là ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, số điện thoại là 091 656 và số điện thoại Zalo. Các bác cả tỉnh ở xa thì hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi một cái phương tiện là bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa. Những phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý hợp ví gửi phương tiện đó, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 đến 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Kính rất là mới và nguyên zin và giá của nó thì là rất hợp lý thôi, thì 4.700.000 cho một cái kính mà nó phin đo quả trứng mà size to nhá. Cái này nó là size rơi vào size 145 đấy, size khá to đấy mà còn rất là mới mà. À, kiểu dáng rất là lạ mà phin đo quả trứng nằm trong dòng khá là hiếm. Vì thông thường ấy, dòng phin đo thì nó chỉ là vòng dòng mắt vuông chứ ít khi có cái dòng phin đo form dáng quả trứng. Bởi những cái phiên bản này họ làm rất là ít, hãng làm ngày xưa rất là ít. Nhưng thập niên 50-60 thì thời điểm đó thì nó là cái trào lưu phong trào chơi dòng kính Amor, phin đo, Lamy. Đó là cái phong trào chơi của những thanh niên Pháp cũng như thanh niên châu Âu vào thời điểm đó. Bọc vàng nhá. Bây giờ đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì? À, càng bên phải thì nó có cái chữ phin đo và 20/1000. Rất là rõ ràng nhá. Càng phin đo 20/1000 này. Mọi thông tin chi tiết của kính luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo số điện thoại, lâu năm, vị trí lâu năm và giá cả, số điện thoại Zalo rất là rõ ràng, rành mạch và chi tiết. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn các bác nhận được khi mua bán ở những cái shop mua bán có thương hiệu uy tín lâu năm như của bọn em là 20 năm, 30 năm ở Hà Nội, Sài Gòn. Em và một số anh em là chơi đồ cổ, bán đồ cổ là 20 năm, 30 năm và số điện thoại là trên 20 năm. Đấy, các bác mua bán ở đâu bán, các bác nên lựa chọn nơi bán lâu năm có thương hiệu uy tín ở Hà Nội như Sài Gòn. Em và một số anh em chơi đồ cổ, bán đồ cổ rất lâu năm và có thương hiệu. Tránh tình trạng mua ở cái chỗ địa chỉ là không rõ ràng, địa chỉ linh tinh lung tung, rồi mua bán là hẹn cà phê, rồi hẹn chỗ nọ, hẹn chỗ kia, rất nguy hiểm. Bởi vì là một số bác bị dính và mua phải kính giả, kính dởm, đồng hồ đeo tay giả, đồng hồ đeo dởm. Đặc biệt hơn là một số bác bị dính vào quần áo giày dép hàng hiệu, ví thắt lưng cơ. Vì em cũng chứng kiến một số bác mua phải những cái thắt lưng Hermes, rồi là ví Gucci, một số đồ khác nữa. Đây là cái quan điểm bác độ chia sẻ để các bác rút lên cái kinh nghiệm, chứ không có chê bai chê bôi một bên vị nào đơn vị nào cả. Bởi vì là mỗi người thì có một cái phong cách chơi đồ, mua bán đồ phong cách riêng, không ai giống ai. Nhưng quan điểm của em và từ xưa nay cũng như một số anh em chơi đồ cổ đồ xưa lâu năm là luôn tìm đến cái nơi mua bán đồ cổ đồ xưa và quần hay là đồ bán quần áo hàng hiệu lâu năm có thương hiệu uy tín, có làm sao mới để ăn vạ được, đúng không ạ? Thứ hai là mua bán tại nhà đảm bảo tính pháp nhân pháp lý, chứ bây giờ mua bán ở chỗ mà địa chỉ nó không rõ ràng. Vì ngày nay cái với phương tiện thông tin đại chúng ấy thì đối tượng xấu họ bán hàng qua trang mạng thương mại điện tử, gian hàng ảo, bán qua app, rồi bán qua trang mạng xã hội, nick xanh nick đỏ, không có địa chỉ, toàn bán để mua số điện thoại, toàn xin khuyến mại sim giác. Đấy, rất nhiều anh em bị dính, rất là nguy hiểm. Cái giá này là 4.700.000 nhá. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao chức bao tất toàn cầu. Bác yên tâm về giá cả trên sản phẩm, hình thức mua bán, bác là chuyển khoản basic, bác là chuyển thành ship code thì vui lòng là cọc 100k, đó là quy định bên em từ xưa nay là thế. Em về thời gian bán hàng là từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, cũng nên từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào kể ngày lễ Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến đột xuất quán vị cửa hàng.
đi giao lưu đồ cổ xưa và đặc biệt hơn là đi thẩm định đánh giá đồ cổ xưa cho anh em và người thân. Các bác cứ điện thoại trước thì em sẽ lên kết bán từ xa và lắng nghe thấu hiểu em tư vấn cho bác chưa muốn đồ cổ xưa gì hợp tình hợp lý hợp ý hợp tâm vu. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn bác nhận được. Giá cái này là 4,7 triệu phim đo quả trứng rất là hiếm, siêu hiếm. Bởi vì sao? Bởi vì cái dòng mà dòng phim đo này thông thường thì dòng phim đo này bao giờ nó chỉ là mắt vuông, nhưng với cái mắt màu ánh nâu này đấy, ánh trà này, tức là cái mắt quả trứng nhá, mà mắt thì dáng là mắt theo kiểu là quả dâu tây, dâu tây chín rất là hiếm. Giá 4,7 triệu con này là rất là mới, độ mới phải lên 96-97%. Có con phim đo trước em có lên thì con đấy là con độ mới nó chỉ hơn 90% thôi, và giá chỉ 4,5 triệu thôi. Còn đấy là con chuôi trắng, là con chuôi đen, nó khá hiếm hơn, có thương hiệu hơn. Một số bác có thắc mắc tại sao kênh chú triển khai hơn 5 năm mà có 1,700-1,800 đăng ký kênh theo dõi, bởi vì là em làm cách cứu sạc tự nhiên hương, không cơ like của view, không thêm đơn vị nào quảng cáo marketing sale. Một số kênh khác thì họ mới làm được 5 năm rưỡi, 2 năm đã 8,000-9,000, thậm chí là 15,000-16,000 đăng ký kênh theo dõi, bởi vì đã thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing và sale, và câu like câu view thì nó sẽ cái lượng đăng ký kênh nó tăng lên rất chóng mặt chứ còn là bên em làm một cách rất tự nhiên, một cách chân tình chân thành chân thật, đó rất là rõ ràng ngay từ phút ban đầu. Một lần nữa rất cảm ơn các bác đã dành tối đa thời gian xem video vừa dài vừa thô của em. Các bác nào mà yêu quý thích kênh Kiến Cổ Kiến Sư có thể ấn nút đăng ký kênh màu đỏ và nút biểu tượng quả chuông, để mỗi khi lên kênh thì hệ thống tôi sẽ gửi một tin nhắn rất nhanh qua điện thoại các bác, để các bác cập nhật video nhất nhanh nhất thường xuyên ngày nào có video. Rất cảm ơn các bác xem video, xin chào và hẹn gặp lại các phía sau. Tạm biệt các bác.